Rồi hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Tiếp tục hôm nay lô chi gót anh em ơi. Máy nghĩa địa mà hầu như là tưởng đâu là máy mới không anh em. Đó, con nào con nấy làm như bên Nhật nó quên xài không hay sao. Đó, rồi hôm nay là lô chi gót nha anh em. Anh em có chốt thì nhớ giùm em cái mã con đó là ít máy, gọi vào số điện thoại giùm em ha là 0972 949 527. Số điện thoại đó bên em có sử dụng Zalo nghe anh em ha. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt follow và một tim nghe anh em. Đó, thì bên em bán tất cả máy này là đều máy Nhật hết nha anh em ha, chưa qua tay người Việt Nam sử dụng ha. Đó, thì cái giá em bán cho anh em á là em bao ship tới nhà cho anh em ha. Anh em không có cần phải đặt cọc luôn. Máy đến nơi anh em mình được quyền kiểm tra test nổ thử, đúng máy đúng như video, nổ ngon lành. Anh em nhận máy anh em trả tiền. Nếu như không ok trường hợp gì đó thì anh em trả về cho em ha. Anh em không có mắc tiền phí tiền bọng gì đâu nghe anh em. Giá thì em đã bao ship rồi, tặng kèm cho anh em là dây đeo, lưỡi cắt tiếp mở Mugi, ổ phát bằng dây cước, lục giác 4 và cản cỏ là đầy đủ 6 món về cho anh em mình chỉ việc xăng pha nhớt là sử dụng. Còn anh em nào mà chưa có nhớt để pha thì có thể là mua bên em ha. Bên em có bán 100 ngàn một bình, 1 lít nha anh em ha. Đó thì không cần phải đặt cọc, đến nơi được quyền kiểm tra máy, nổ thử ngon lành. Đó, mới nhận hàng, mới trả tiền thì anh em cứ vô tư ha. Đó, vô tư mà mình đặt hàng thôi, đâu có cái trường hợp trở ngại gì đâu mà mình sợ đúng không? Ok thì tôi lấy, không ok thì tôi trả về thôi, như vậy thôi ha. Đó. Thì bên em bán thì anh em nào có mua rồi biết rồi. Mua người này xong rồi chỉ người kia, chỉ người nọ anh em. Nói chung hàng mình chất lượng không có sợ gì hết. Cũng một số anh em á, người ta mua bên những cái kênh khác rồi nói đến nơi rồi nó chạy không được đồ này kia, nó chạy được tí xíu rồi nó hư rồi điện nó không nghe rồi nó ABCD, nói chung thì anh em mua đâu thì cái đó thì trách nhiệm của người ta không giải quyết thì tùy anh em ha. Còn mua bên em ví dụ như anh em sử dụng hư cái nào báo cho em gửi cái đó cho sửa. Còn ví dụ như nó hư sao đó thì em sẽ quay một cái video hướng dẫn cho anh em khắc phục, còn không được nó gửi cho em bảo hành ha. Đó, cái đó là trách nhiệm để bán còn lâu dài nha anh em. Rồi thì hôm nay là có máy lớn nè, cơm bự nè ha, 36 ly 35cc luôn, TB26 Xtin TL rồi Yanma Maru ở trên đây thôi, máy mới không à, Echo Mitsu TB Maru 2320 đó, G2D một con đầu tiên, trời ơi đẹp. Con Makita 212 nha anh em. Con này nồng 31 ly mà quên ghi lộn của 30 ly à. 21cc nha anh em ha. Con máy này phải gọi là đẹp như máy thùng luôn. Về anh em mình sử dụng gia đình là bao VIP bao ok nha anh em ha. Đó, máy nhỏ gọn tầm cỡ 4kg thôi mà con máy nó đẹp lan can luôn nha anh em. Chỉ có 1,2 triệu thôi. Đó, về là xài thôi nha anh em. Đời này lỗ giật có trợ lực cho anh em nè ha. Cái le anh em đẩy vô là đóng le. Đó, giật nghe tiếng nó nổ lên ra, le nhảy về. Đó là mình sử dụng luôn anh em ạ, gọi là le đỏ tự động ha. Đó, máy móc nguyên zin và bao đẹp cho anh em nha. Ở trên 95% anh em ạ. Đó. Rồi, công tắc đây nghe anh em ha, ta lái đôi nè, cần cản cỏ đầu bò đồ này kia nguyên zin ok hết nha anh em. Mã S1 nha, giá 1,2 triệu, bao ship tới nhà đầy đủ phụ kiện kèm theo. Đến nơi kiểm tra test nổ rồi mới trả tiền nha. Rồi, S2 là một con Gilby. S2 là một con Gilby 230, nó là thuộc cái dòng máy của thằng là Genoa Komatsu G2D anh em. Cái dòng này nó chạy tua cao lắm nghe anh em à. Tua cao, máy chạy khỏe. Đó, dòng của Komatsu thì anh em biết rồi ha. Chạy rất là khỏe bền. Đó, khỏe bền và đặc biệt rất là tiết kiệm xăng nè. Cái dòng này thì giờ anh em mà sử dụng gia đình nè ha, phát cỏ cứng cứng hoặc là phát bằng dây cước là ngon lành tuyệt vời. Con này máy nó có 1,4 triệu thôi nghe anh em ha. Đó, mà con máy nó rất là mới nghe anh em ha. Con máy siêu đẹp, siêu mới cho anh em ha. Đó, con này chạy bộ chế warm gòn anh em ha, chế warm gòn. Đó, chế ga ngang luôn. Đó, giá 1,4 triệu. Dòng này thường á là nhiều anh em người ta hỏi, người ta mua về người ta chế cano, chế bo bo, chế máy bay vậy nè. Con này chạy tua cao ha, tua cao mà máy nó rất là lực nghe anh em. Đó, bởi vì rất là nhiều anh em kiếm luôn. Đó, đây, tum liền ha. Ủa xin lỗi anh em, cần tum gài, công tắc nằm đây. Cần tum gài tum 260, đầu máy có thể gỡ gắn xịt thuốc luôn nghe nè, rất là mới nha. Ta lấy tròn ha, cần đầu bò đồ này kia nguyên zin. Anh em không muốn ta lấy đôi thì em không muốn ta lấy tròn, thích ta lấy đôi em gắn ta lấy đôi ha. Đầu bò của nó còn dạng kẹ luôn. Rồi S2 anh em ha, 1,4 triệu. S3 một con Maru 20 ly.
như mái thùng. Magu mà đẹp như mấy thùng anh em ha. Magu 20 nồng 30 ly 20cc. Con này là như đập thùng anh em. Con này giá bên Nhật nó 5,5 triệu anh em. Giá bán tại Nhật 5,5 triệu, mà con này phải gọi là bên Nhật hình như nó chưa xài luôn hay sao á. Đó, con này về đem bán cho anh em 1,4 triệu. Máy móc đồ này kia em bao ghim cho anh em 100% anh em ha. Con này 1,4 triệu anh em chốt lại để người ta chốt mất tiêu. Đây. Đây ha. Ốc còn trắng tinh luôn. Con này đẹp mới can xà bang luôn anh em ha, như chưa đổ xăng luôn anh em. Rất là đẹp, rất là vip ha. Ở tùm liền. Rồi. Càng nào đẹp, có cái tay lái nè, có tay lái của nó bị về bị mắc á, em gắn cái bộ tay lái zin vô nó không được đẹp thôi chứ càng kiết rồi này kia theo máy nó đẹp lắm nè, đầu bò theo máy nè. Mới tin luôn nha anh em. Rồi. S3 1,4 triệu anh em, đẹp như mấy thùng nha. Rồi con S4 là một con Magu 23 nha anh em, con này 1,5 triệu thôi. Nồng 32 ly 23cc. Con này to hơn nha anh em. Con này to hơn con S3 nha anh em ha. Con này là nồng 32 ly 23cc. Dòng Magu là dòng máy đời cao nè. Máy mình siêu bền luôn. Ổn định đời mới ha. Tiết kiệm xăng. Dễ nổ. Con này thì 1,5 triệu anh em ha. Chế vẫn là chạy chế qua gồ một kim nè. Ổ dịch trợ lực cho anh em ha. Lồi hết dây lên. Buông xuống là chạy thôi. Giá chỉ 1,5 triệu thôi nha anh em ha. Tùm của nó là tùm liền ha. Công tắc đây. Xuống là tắt. Lên là mở nha anh em. Nguyên zin. Nguyên bản cho anh em hết. Đời này sử dụng ga bóp hại cho anh em luôn nha. Đỡ ga bóp hại nha anh em ha. Đó, đầu bò thiếu nữa, gắn đầu bò zin cho anh em nha. Máy móc đồ này kia bao zin cho anh em hết nha anh em. S4 anh em ha, giá 1,5 triệu thôi nha, giá cực kỳ là rẻ luôn. Rồi, S5 là con Mitsubishi. S5 là con Mitsubishi TB23 nha anh em, nồng 32 ly 23cc, cũng phải gọi là đẹp như mấy thùng luôn nha anh em. Đẹp như mấy thùng, như máy mới luôn nè. Đó, quá đẹp, quá xuất sắc nha anh em. Bình xăng lớn zin nguyên bản ha, ổ giật trợ lực cho anh em, chạy chế qua gồ 2 kim, chế zin. Đó, nóc phải dập mắt in da bằng này ha, chụp e bọng rồi này kia anh em gắn đầy đủ cho anh em hết. Con này thì 1,6 triệu thôi nha anh em, nồng 32 ly 23cc, quá mới luôn. Đây, TB23, một dòng máy của thằng Mitsubishi ha. Ở dòng máy đời cao, chạy rất là bền và ổn định và rất là tiết kiệm xăng. Máy móc đẹp, bóng lộng luôn anh em ạ. Như máy thùng anh em, như máy thùng ha. Càng đầu bò zin hết, tay lái thì nó chưa có anh em. Anh em thích tay lái đôi, gắn tay lái đôi ha. Thích tay tròn, gắn tay tròn. Rồi, con S5, 1,6 triệu anh em. Anh em nhìn nè, nó quá mới luôn. Rồi, con S6 luôn, con Kyugit Echo 24 anh em. Bơm thắng lên. Dược lại, dược lại. Con này là phải gọi là một con máy Kyugit Echo đời cao nhất hiện tại của dòng máy Echo luôn anh em ha. Cao nhất hiện tại của dòng máy Echo luôn. Con này là 2430, nồng của nó là 34 ly anh em. Nồng 34 ly 24cc. Con này giá 1,7 triệu thôi anh em ha. Cũng là gọi là hàng đẹp như hàng thùng luôn anh em. Đẹp như hàng thùng luôn. Đời này ổ giật trợ lực nè ha. Chế là chạy chế ga ngang 2 kim. Rất là tiết kiệm xăng. Rất là ổn định. Cực kỳ là bốc anh em ạ. Nó tiết kiệm xăng hơn cả chế qua gồ luôn nha anh em. Ở máy móc đồ này kia nguyên zin và bao đẹp cho anh em nha. Đó, từ 97% nha anh em. Đây 240 nha anh em ha. 2430. Đó. Số xe ghi. Mắt in da bằng. Nồng của nó là 34 ly nha anh em. 24cc nha. Tay lái nó sử dụng tay lái đôi ha. Và ga bóp hại luôn nha anh em. Ga bóp hại ha. Công tắc nè, xuống là tắt, lên là mở ha. Càng đầu bò đồ này kia nguyên zin, nguyên bản cho anh em hết. S6 anh em ha, 1,7 triệu nha. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt follow và một tim anh em ha. Có chốt thì cứ gọi vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Số đó bên em có sử dụng Zalo ha. Cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho anh em nha. Rồi, tiếp tục là một con S7 nha em. S7 là một con Magu 26 lồng 34 ly 26cc nha anh em ha. Con này cũng quá đẹp luôn nha anh em. Con
26 nồng 34 ly. 26 cc, máy đẹp cỡ này luôn mà giá thì chỉ có 1,6 triệu thôi. Máy móc em bao gin cho anh em nguyên bản hết nha anh em ha. Bao gin cho anh em nguyên bản luôn, dòng Magu là dòng máy đề cao, máy mình rất là bền, dễ nổ, ổn định cao ha, đặc biệt nó rất là lợi xăng anh em ha. Nồng 34 ly 26 cc cũng là thuộc dạng to, dạng khỏe về cho anh em mình sử dụng gia đình sử dụng nhiều. Phát cổ cứng nè ha, phát sậy rồi ha. Phát sậy anh em phát bằng lưỡi dao tròn rồi này kia là thoải mái bao la hết. Nếu chung anh em là cái lưỡi dao tròn là anh em phát cỏ nào cũng được hết nha. Đó ha, cỏ to, cỏ bự rồi này kia là lụm hết. Nồng 34 ly thì chạy rất là khỏe anh em ha. Máy móc đồ là nguyên zin, nguyên bản cho anh em hết, 1,6 triệu thôi. Bộ chế quam gồ zin kia nè. Máy móc rồi này kia nguyên zin ha, tùm lì. Bao đẹp cho anh em nha, bao đẹp cho anh em luôn. Công tắc nằm bên đây nha anh em ha. Rồi, ta lái đôi, càng đầu bò rồi này kia nguyên zin, S7 giá 1,6 triệu anh em ha, bô mới tin nha. Đó thì anh em chốt máy bên em là anh em không cần phải đặt cọc nè. Đến nơi anh em được quyền kiểm tra test nổ đúng máy đúng như video anh em nhận máy anh em trả tiền. Nếu như mà đến nơi không đúng máy hoặc là vấn đề ABCD như thế nào đó anh em trả máy về, anh em không có mất phí. Tại vì anh em không có đặt cọc thì anh em không được thì tôi trả về thôi. Đâu có mất một ngày nào đâu, đúng không? Đó, và giá em bán cho anh em là em bao ship rồi, 1,6 triệu này là bao ship rồi. Ha, tặng kèm theo dây đeo lưỡi cắt tiếp mở Mugi. Ổ phát bằng dây cước lục giác 4 và cản cỏ ha, là 6 món đó anh em. Đó, đến nơi rồi ok ngon lành trả 1,6 triệu xong. Rồi, ví dụ như anh em là chưa có nhớ thì có thể mua thêm ha. 100.000 một bình, 1 lít gom cỏ 100.000 một cái, đầu bơm nước 150.000. Anh em gắn vô anh em tưới vườn đồ này kia ha, rửa mồ rửa mã cuối năm đồ cho ông bà này kia đó. Rất là ngon, rất là tuyệt vời anh em nha. Rồi, S7 anh em, 1,6 triệu nha. S8 là con dân ma, kêu gít y chôn. Con dân ma thuộc dòng Kyrgyz Echo 255 nha anh em. Nồng của nó là 32 ly, nó gần 33 ly anh em, nó lỡ xíu ha, 25 cc. Dòng này về anh em sử dụng mà phát cỏ cứng, phát bằng dây cước rồi này kia là bao ngon bao khỏe luôn nha anh em. Dòng này em bán rồi, em biết nó chạy rất là lực, rất là cho bò nha anh em ha. Tuy nó nồng 32 ly thôi nhưng mà nó sẽ chạy mạnh hơn cái con nồng 34 ly con Magu hồi nãy luôn. Tại vì á dòng này là dòng để trước, do nó nồng dài dên dài mâm lửa lớn, búa dên to ha, chạy cực kỳ khỏe luôn. Nó chạy đi cái bộ chế da bằng ha, chế qua da bằng chế vú bơm lớn ha, nạp xăng đủ, chạy bền, bốc mạnh mà đợi xăng luôn nha anh em. Vũ cái máy móc đồ này kia nguyên zin, nguyên bản cho anh em hết nha. Đây, dân ma 255 nha anh em ha, công tắc xuống là tắt ha, lên là mở. Nè, máy móc nguyên zin, bao đẹp cho anh em. Điểm eo không có nêm gắn đầy đủ ha, ta lấy đôi. Càng cản cỏ đầu bò zin hết nha anh em. S8 giá 1,6 triệu luôn nha anh em, rất đẹp nha. Rồi S9 là một con Mitsubishi. S9 là một con Mitsubishi TL201 nha anh em ha. Nồng của nó là 30 ly 20cc, một con máy đề cao. Phải gọi là một con máy đề cao bây giờ nha anh em ha. Đó, đẳng cấp thuộc dòng Mitsubishi. Anh em nào mà về sử dụng gia đình, để anh em mà sử dụng ít đó, 5 bữa, 10 bữa, nửa tháng hoặc là 1 tháng, 2 tháng gì này kia đó, lấy con này về xài. Tại vì sao? Xài ít thì lấy con này ngon, để lâu dễ nổ. Mà con máy này dòng máy đề cao cấp, đề VIP anh em ha. Anh em thường nghe tên là 231, 261 rồi này kia đó, nó là đàn em nha, TL201 ha. Phiên bản này là ổ diệt trợ lực, chế quam gồ 2 kim, lay đỏ tự động. Con máy này đẹp trên 90% nha nè, chi tiết rất là đẹp. Đây, dập mắt anh da băng cho anh em ha. Con này 1,5 triệu thôi nha anh em ha. Nồng sáng đẹp, máy móc nguyên zin nguyên bản, ổ diệt trợ lực lâu dây là chạy thôi. Đó, tâm của nó thì sở hữu cái tâm liền ha, tâm liền, máy móc đẹp, nguyên zin cho anh em hết. Đây, tên là 201 số seri ha. Ta lái tròn anh em ha, cản cỏ đầu bò zin hết. Anh em không thích ta lái tròn, gắn ta lái đôi cho anh em ha. Đó, rất là dễ nổ nè. Quá em. Rồi, lâu dây là nổ thôi nha anh em ha. S9 nha nè, giá 1,5 triệu nha. S10 là một con S-Tin FS2601.
dòng Austin nó chạy ghê gớm thiệt ta. Nó chạy phải gọi là bao mạnh nha anh em, bao mạnh Austin nó thét dưa gì anh em ha. Ở nồng 34 ly anh em ha, 26cc về phát thuê, phát mướn, phát cỏ cứng đâu này kia là thoải mái bao la vô tư luôn nha anh em. Giá 1,7 triệu nha, máy móc zin 100% cho anh em. Thường mấy con giờ dòng này là giá trên 2 triệu anh em ha, nhưng mà cuối năm rồi. Ở với lại là bên em lúc nào cái giá là cũng phải là mềm, phải rẻ hơn những chỗ khác cho anh em mình yên tâm về xài. Đó, khỏi giờ sợ mà tránh lầm giá rồi kia anh em ha. Em bán làm bao giá cho anh em luôn. Ổ diệt trợ lực này anh em ha. Chạy chế là qua gồm hai kim chế zin, máy móc zin hết cho anh em ha. Austin dòng máy thương hiệu của Đức anh em ơi. Dòng máy Austin thường là của Đức nhưng mà con Austin này được sản xuất và sử dụng tại Nhật, máy cắt cỏ anh em. Còn máy cưa là đồ Đức của Đức hết á. Rồi, máy zin hết cho anh em ha. Tay lái đôi, ga, công tắc. Lên là tắt anh em ha, xuống là mở nha. Càng đầu bò rồi này kia zin hết nha anh em ha. S10 1,7 triệu thôi nha anh em. Rồi, S11 là con Mitsubishi TB26 nha anh em. Nồng của đó là 34 ly ha. 26cc, dòng máy phải gọi là một cái đời máy khá là VIP cho anh em mình sử dụng gia đình. So với thời điểm hiện tại thì cái giá nó rất là rẻ luôn nha anh em ạ. Giá chỉ có là 2 triệu thôi. Thông thường con này là giá từ khoảng 2,3 triệu là nó chưa có ga bóp, nhưng mà con này 2,3 triệu mà nó đã có ga bóp zin luôn rồi. Con này 2 triệu thôi mà đã có ga bóp zin rồi thì anh em nghĩ đi, nó rẻ từ 400.000. Đó, anh em, bởi vì anh em cỡ này thì không mua mua cỡ nào. Đó thì nói chung thì giá bên em bán không cần phải cầu kỳ quà cáp rồi này kia này nọ chi nhiêu, chỉ cần máy giá rẻ cho anh em, đủ đồ cho mình xài thôi là ok ha. Đó, nhiều anh em hỏi sao chỗ này người ta tặng cái này tặng cái kia, thì nói chung thì muốn tặng cũng được chứ không được thêm tí tiền vậy thôi. Mà bên em bán thì giá nó rẻ hơn rồi, bởi vì tiết kiệm cho anh em, đồng nào được thì đỡ đồng đó ha. Đó, rồi tay lái đâu, ga bóp nha anh em ha. Cần đầu bò cản cỏ đâu là nguyên zin nguyên bản cho anh em hết. S11 2 triệu nha anh em. S12 là một con Isaki. Quá đẳng cấp. Isaki thuộc cái dòng máy của Komatsu nha anh em ha. Komatsu lớn, nòng 36 ly. Con này 35cc nha anh em. Máy móc đồ này kia là em bao zin cho anh em 100% luôn. Với lại là cái giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn, 2,8 triệu ha. Dòng này nếu như á, thông thường là giá từ phải 3,3 triệu cho đến 3,5 triệu là cái giá rẻ rồi đó nghe nè. Lúc trước cái dòng này á, về thợ lấy chưa, thợ lấy lúc trước là 3,2 triệu một con á, là không bao không dọn luôn á nghe nè. Không dọn chỉ là giật có hơi có lửa là người ta lấy thôi đó. Nhưng mà cái này cuối năm thì tiền bạc eo hỉ rồi này kia, em dọn anh em bán xả cho anh em luôn đó, không chứ đáng ra con này bán lẻ từ phải gần 4 triệu nếu như người ta bán. Còn bên em về lô muốn thích bán như nào bán thôi. Rồi 2,8 triệu nha anh em, nguyên zin nguyên bản cho anh em ha. Dòng này chạy khỏe hơn TL33 rất là nhiều và đồ đạc rất là thông dụng nha anh em. Đồ đạc thông dụng hơn TL33 nha. Con này thì Huana 143 hay gì đó hay là 236 rồi đó là nó xài chung với con này nè anh em ha. Nó xài chung á, là con đó là nó nhái theo con này nè. Con Hu đó phải kêu con này bằng ông nội, chạy mạnh bền gấp đôi, bền gấp đôi chứ không phải mạnh gấp đôi nha anh em, xin lỗi anh em ha. Đó thì ví dụ như sau này hư gắn đồ hư vô cũng được, hoặc là anh em sau này hư anh em muốn lên nòng 40 ly á, anh em thay bộ nòng của thằng hư 40 ly vô xài tiếp, đơn giản thôi. Con này 2,8 triệu, máy móc bằng bao zin nha anh em, chạy chế hai kim nha. Ổ giật trợ lực cần tâm gầy theo máy hết nha anh em. Công tắc xuống là tắt, lên là mở nha, nhớ lưu ý công tắc giùm em. Ta lấy rồi ha, cần đầu bò này kia nguyên zin nha anh em. S12 nha anh em ha, 2,8 triệu. Rồi anh em có chốt thì cứ gọi vào số điện thoại giùm em ha, là 0972949527. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt follow và một tim ha. Cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ cái kênh của Vũ Linh ha. Cảm ơn anh em ha.